Álvaro Morata và Barella của Italia trong trận đấu tại Euro 2020. Bắt đầu trong cuộc đối đầu giữa 9 cho đến năm 1994. Đá Tây Ban Nha và Italia. Trận đấu giữa lại của Tây Ban Nha. Nhiều năm chơi bóng ở câu lạc bộ Napoli. Đánh đâu? Ở trận đấu này Pedri. Khi mà hàng loạt trụ cột của Italia đã trong đội hình của anh vẫn là William. Thôi. Hai cầu thủ áo trắng. Huấn luyện viên là Nacho và Lamine Yamal để có thể đánh bại được Donnarumma. Strategy này bên vô địch đã được bắt ra. Quả tốt. Tây Ban Nha đang đe dọa ở kể từ đầu trận. Lần này là một người tốt. Lại là Nico William rất tốt. Scamacca đã được đụng độ với đặc biệt chấp hơn nhờ sự quyết tâm của Scamacca. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại. Thêm một quả tạt nữa. Sẵn sàng đi thẳng vào mặt của đối phương. Được đưa vào trong không cho ai. Vẫn đang là Yamal. Yamal dứt điểm không vào. Cơ hội dứt điểm không vào của câu lạc bộ này. Và Fabian Ruiz, người sút hay và người cản phá xuất sắc. Bóng đang quá sức đi bóng. Đầy nỗ lực và khéo léo. Yamal không thể đi bóng tiếp. Chuẩn mực của Tây Ban Nha, đúng vị trí. Nico Williams. Williams vẫn tìm ra đường thoát cho mình. Có Rodri Laporte. Fabian. Cú đá ngay thì Albany cầm hòa với tỷ số 2 đều. Lamine Yamal. Các thủ Italia. Rất quyết tâm, thắng rất nhiều những cầu thủ khả năng bóng lót rất ấn tượng của Rodri. Pedri lại là một cú tạt bóng. Giải đấu năm nay nhưng đó là một đã có được bàn thắng. Chính cú đánh đầu này Calafiori, anh đang chơi vô cùng tươi. Một lần nữa chúng ta xem lại pha đi bóng đầy nỗ lực của Pedri. Sự vô duyên của những cầu thủ tấn công của họ. Morata khoảng trống. Đó vẫn là cơ hội cản phá. Còn nguyên thế trận vào tay của Tây Ban Nha. Nhà cần một thủ lĩnh. Đánh đâu? Đúng lúc. Cú đánh đầu này của Lenormand. Lamine Yamal dứt điểm ngay. Đẩy đuổi nhưng luôn biết cách để khiến cho Tây Ban Nha đã không cho Italia chơi bóng vào lúc này. Mọi người đã phòng đường đường. Trận đấu cuối cùng của Italia tại khuôn khổ bóng. Hay dứt điểm đáng chú ý nào? Chắc anh nghĩ là những người vào sân Italia ở trận đấu này anh đã rời sân rồi. Đón nhận được rất nhiều những sự quan tâm từ để bạn thắng thì bạn sẽ không cho đối phương tấn công và đưa bóng vào rất khôn ngoan của Ferran Torres làm cũng chưa có nhiều cơ hội một pha đưa bóng vào chỉ cần một điểm chạm Gore Perez để thay thế cho một cầu thủ đang có duyên cú đá tưởng như thành bàn này của Nico Williams. Trong lịch sử thì 6 Diloy sự đáng tiếc không chỉ đến từ Ena. Sau những năm tháng thi đấu đánh đâu sẽ nguy hiểm hơn. Mất bóng Raspadori.
Carvajal là một người quá kinh nghiệm. Bóng chết. Dứt điểm. Có trọng tài hay không? Cho rằng anh đã bị phạm lỗi và chúng ta sẽ chờ đợi xem. Được quả bóng trở lại. Giacani Fiori. Bàn đỡ bóng rất khó hiểu của Cristante. Đội bóng dù đang là 1-0 nhưng về Tây Ban Nha. Rela đường chuyền dài không thành công. Ferran Torres rất hay và đi bóng rất hay. Đó là những người có khả năng đi bóng quá giỏi của Tây Ban Nha. Chưa có một cơ hội dứt điểm nào. Sai lầm. Rồi. Không. Carvajal bởi Donnarumma. Donnarumma đã rất chủ động. Xem lại tình huống thoát xuống và có cơ hội dứt điểm. Và cách chơi của lại của bảng thủ thần này bằng